Alo, xin chào quý cô bác, anh chị và các bạn. Hôm nay là thứ ba ngày 31 tháng 5 năm 2022. Mà trước khi bay về Việt Nam á, chị có phải đi test gì không? Không, không được test. Okay, so mean just mask only all the time. Anyone ask you for about the COVID test? No, no bad. Anh bay từ bên Canada về. Yeah. Thì từ Vancouver về qua Manila về Hồ Chí Minh. Alo, xin chào quý cô bác, anh chị và các bạn. Hôm nay là thứ ba ngày 31 tháng 5 năm 2022. Trong mấy ngày qua thì Nick có làm những video clip mà nói về đường bay Nhật Bản hiện đang có những cái rắc rối khó khăn do là chính phủ Nhật không cho bay quá cảnh khi mà chúng ta phải chuyển tiếp từ sân bay Narita qua sân bay Haneda hoặc ngược lại đáp ở Haneda và sau đó chuyển qua sân bay Narita. Và đồng thời tại sân bay Narita, nếu chúng ta chuyển tiếp chuyến bay mà nó qua đêm, có nghĩa là đáp hôm nay, hôm sau mới bay tiếp, thì cũng là một cái rắc rối không được bay qua tới sân bay Narita. Và nhiều cô chú anh chị và các bạn tiếp tục lo lắng là liệu đường bay quá cảnh Tokyo Nhật Bản còn gặp những khó khăn gì hay không, bay cùng một sân bay Narita cùng ngày thì có phải test Covid gì hay không, và bay sân bay Haneda thì như thế nào. Hôm nay Nick sẽ làm video clip này để cập nhật thêm một số thông tin cho cô chú anh chị mình cùng nắm nha. Riêng về sân bay Haneda, nếu cô chú anh chị nào mà có vé trong tay, chúng ta quá cảnh tại sân bay Haneda có qua đêm thì cũng không sao, bởi vì sân bay đó thì chính phủ Nhật hoàn toàn là không có đề cập gì đến, và các hãng hàng không như là All Nippon Airways hay là Japan Airlines cũng có ghi rõ trên trang web là quá cảnh tại sân bay đó không có vấn đề gì, chỉ trừ là quá cảnh tại sân bay Narita mà qua đêm thì không được mà thôi. Và còn rất nhiều cô chú chị mình tiếp tục lăn tăn lo lắng là liệu bay quá cảnh Nhật Bản có phải đi test Covid âm tính trước khi bay vào Việt Nam hay không. Thì điều này là Nick xác nhận lại, nếu chúng ta thỏa mãn những điều kiện không bị gặp rắc rối như là hai trường hợp vừa rồi mà Nick hay nhắc tới đó, thì chúng ta hoàn toàn yên tâm bay quá cảnh ở Nhật hay ở đâu chúng ta cũng không phải test trước khi bay vào Việt Nam, chỉ trừ là bay quá cảnh Hồng Kông. Hiện tại Hồng Kông thì chưa mở cửa cho du khách nước ngoài, chỉ bắt đầu mới hé mở cho hãng hàng không Cathay Pacific là chuyên chở quá cảnh tại Hồng Kông mà thôi. Trong tương lai thì có thể là sẽ dễ dàng thoải mái hơn với đường bay Hồng Kông, nhưng hiện tại nếu chúng ta bay quá cảnh Hồng Kông thì phải test Covid âm tính trước khi bay. Nếu nhắc lại, test Covid âm tính trước khi bay quá cảnh Hồng Kông, bay từ Mỹ về Việt Nam quá cảnh Hồng Kông là phải test, bay từ Việt Nam quá cảnh Hồng Kông về Mỹ vẫn phải test. Và cái test mà quá cảnh Hồng Kông là chỉ được test PCR trong vòng 48 tiếng trước khi bay mà thôi. Dạ, test trong vòng 48 tiếng trước khi bay mà thôi, mà phải test là PCR, không được test nhanh nhé. Đó là đường bay quá cảnh Hồng Kông. Còn đối với đường bay Nhật Bản thì như thế nào? Hôm nay Nick có một cái thông tin mà Nick nhận được từ một người ở Mỹ gửi về cho Nick để dẫn chứng là đường bay Nhật Bản mà cô chú anh chị mình thường lo lắng nó như thế nào. Mời cô chú anh chị và các bạn cùng xem cái thư mà hãng hàng không trả lời cho khách hàng như thế này nhé. Đây là một cái email của hãng hàng không Nhật Bản đã gửi cho hành khách, và email này được gửi vào ngày 16 tháng 5 năm 2022 vừa qua. Trong email thì có nội dung ghi rất là rõ là như thế này: There are no requirements of COVID-19 test when you travel from San Francisco to Saigon via Haneda. Vietnam has suspended mandatory COVID-19 testing for all international arrivals effective May 15. Also, you will not need COVID-19 test for transiting in Japan as long as you hold the confirmed arrival ticket to the third country and stay in the transit area during layover. Dịch ra có nghĩa là sẽ không cần một cái đòi hỏi về test COVID nào khi mà quý vị đi từ San Francisco và tới Sài Gòn thông qua sân bay Haneda.
Việt Nam đã chính thức bỏ test từ ngày 15 tháng 5 cho tất cả hành khách quốc tế đến. Và cũng như vậy, khi mà quá cảnh tại Nhật Bản cũng không đòi hỏi là cái test COVID. Nếu mà quý vị đi qua một nước thứ ba và chỉ ở trong khu vực quá cảnh trong thời gian chuyển tiếp mà thôi. Rồi, như vậy là chúng ta hoàn toàn yên tâm nhé. Đây là trả lời thư của một đại diện của hãng hàng không Japan Airlines tại Mỹ cho một khách hàng. Và trả lời họ ghi gọi rất là dứt khoát rồi là quá cảnh tại sân bay Haneda của Nhật và không phải bị yêu cầu test gì hết. Chúng ta yên tâm với đường bay quá cảnh từ Go Nhật Bản nhé. Thế còn quá cảnh tại Narita thì như thế nào? Quá cảnh Narita có bị gặp rắc rối gì hay không? Nếu mà chúng ta đáp ứng những điều kiện yêu cầu theo của chính phủ Nhật là không bị vào Narita ra Haneda hoặc là ở qua đêm Narita mà chỉ là transit tại Narita trong vài tiếng cùng ngày, đáp và đi cùng ngày tại Narita. Bây giờ mời cô chú anh chị và các bạn cùng tham khảo thông tin của những người sau đây. Ai biết cô chú anh chị và các bạn, xin giới thiệu với mọi người, đây là chị Phụng, chị Connect. Chị Connect thì mới về cái đây khoảng một tuần thôi, bay trên hãng hàng không của Nhật quá cảnh tại Tokyo Nhật Bản, Narita. Hôm nay thì khỏe khoắn rồi, muốn nếu mới chơi lên 6 tiếng mà cô chú anh chị và các bạn cùng lắng nghe nha. Chị Phụng sẽ chia sẻ cái hành trình của chị về Việt Nam từ Arizona, đúng không chị? Xin chào cô chú anh chị và các bạn. Mình là sống ở Phoenix, mình bay từ Phoenix đến Sài Gòn. Mà trước khi bay về Việt Nam á, chị có phải đi test gì không? Không, không cần test gì chưa. Mà trên đoạn đường bay cũng không có ai hỏi gì vấn đề test COVID. Em thấy cái vé của chị nè, đây là ba chặng bay của chị của Nick nè. Là bay từ Phoenix, San Diego, xong từ San Diego bay qua Tokyo, đáp xuống sân bay Narita nè, rồi từ Narita là về Sài Gòn. Rồi trong quá trình đó thì bay lúc trước tiên ở San Diego, ở Phoenix có ai hỏi với test gì không? Không, không ai hỏi với test gì chưa. Tới San Diego lúc bay về Nhật? Không ai hỏi gì chưa. Rồi tới từ Nhật mà về tới Việt Nam? Không, không ai hỏi gì chưa. Đấy, thì có đem theo giấy vaccine chích ngừa mà đâu có ai hỏi gì đâu. Giấy vaccine chích ngừa cũng không ai hỏi gì đâu, phải không? Đây là chị của mình nha. Rõ ràng là chị bay từ Mỹ về và bay ba chặng bay từ là Phoenix qua San Diego, không ai hỏi hết. Cái gì? Test COVID không ai hỏi và giấy chích ngừa vaccine đó cũng không ai hỏi gì hết. Tới là Việt Nam nhập cảnh cũng không bị hỏi gì luôn nha, cô chú nhiều các bạn. Nghe nói là cái chặng bay của chị ở Narita nó chỉ có một tiếng thôi, phải không? Một tiếng thôi, đi thẳng đi lẹ chứ không dám đi ghé đâu rồi chứ. Nhưng mà họ đáp xuống nó có thuận tiện cho mình không? Có bị nhiều gấp gáp, có bị gì mà phải chạy cho lẹ nó kịp gì không? Không, đi cũng bình thường thôi. Mà lúc chị đáp xuống thì có phải qua ngân nghĩa Narita không hay là không, xuống không để đổi cửa luôn. Không? Qua là đổi cửa khác để là chuyến bay vào Việt Nam luôn. Đúng rồi, không có qua ngân nghĩa chơi, thì thẳng luôn. Rất là gọn lẹ nhanh luôn, phải không? Vậy là quý cô chú chị mà có chặng bay đáp ở Narita mà có cảnh có một tiếng đó, thì chúng ta yên tâm nha. Bởi vì hãng hàng không của Nhật đó, họ biết làm như thế nào để mà cho mình chuyển tiếp nhanh nhất. Bởi vì thông tin mà họ nắm được là trên chuyến bay ở Mỹ về sẽ có những hành khách nói chuyến trong vòng một tiếng, thì họ sẽ sắp xếp những cái cửa lên máy bay nào nó thuận tiện để chúng ta qua nhanh để chúng ta về Việt Nam thôi. Cho nên hoàn toàn yên tâm nha. Hello quý cô chú anh chị các bạn, đây là anh David, anh rể của Nick và Roger cháu của Nick, mới về cách đây khoảng một tuần thôi, bay từ Mỹ về. Thì hôm nay khỏe khoắn rồi, Nick trở lên 6 quốc tế, hỏi lại câu hỏi về đường bay của gia đình của bên chị anh rể như thế nào cho cô chú chị mình cùng tìm hiểu luôn nha. Hi David, can you tell everyone about your flight from America to Vietnam? Certainly. We initially started from Phoenix, Arizona, the Sky Harbor Airport. When we were checking in, nobody asked us for COVID testing or anything. But since we were passing through Japan, they did ask that I have on my phone my SOS app for Japan to report any
buddy getting sick or something, but didn't need it, didn't need to use it. And we went from Phoenix, Arizona to San Diego. We transferred planes from American Airlines to Japan Airlines. Then we flew about a little under 12 hours from San Diego to Narita Airport, where we again changed planes. Only thing we had to do is wear a mask, so our old mask back on. Okay, so I mean just mask only all the time. Right. Anyone ask you for about a COVID test? No. Nobody asked for a COVID test. So from the airport at the Phoenix City, no one asked? Nobody asked. And then until San Diego Airport? Again, nobody asked. Narita Airport? Nobody asked. Oh. So totally no one asked the COVID test when you fly from America to Vietnam. Exactly. Thank you, David. Chào quý ông bà, mừng bác anh chị. Roger, con mấy tuổi rồi? 11. Con nói tiếng Việt được nhiều không? Có. Con về chơi vui không? Ừ, có. Roger biết nói một chút tiếng Việt thôi, không có rành lắm nha mọi người. Ok, cảm ơn mọi người nha. Như vậy xác nhận lại đường bay quá cảnh Tokyo, Nhật Bản. Thứ nhất là sân bay Haneda. Nick có một cái email vừa trình bày lúc đầu của video clip đó, thì chúng ta đã thấy rằng họ xác nhận là không cần phải test COVID âm tính trước khi bay nhé. Và cái thứ hai là qua buổi phỏng vấn các anh chị của Nick như thế này thì cô chú anh chị mình đã yên tâm hay chưa? Đây là đường bay quá cảnh tại Narita, Nhật Bản từ Arizona về Việt Nam đó. Thế thì mình còn lăn tăn lo lắng điều gì nữa phải không ạ? Nếu còn tất nhiên là mỗi người sẽ ở những cái địa phương khác nhau và cô chú anh chị tiếp tục lo lắng. Nếu mà chúng ta còn thấy những cái khó khăn gì, vướng mắc gì đó mà chúng ta chưa hiểu hết thì cô chú anh chị có thể comment bình luận phía dưới hoặc là gửi email riêng cho Nick ở địa chỉ email là nicknguyenq4@gmail.com. Trong cái trang mà giới thiệu kênh Nick cũng có đầy địa chỉ đó nha, cô chú anh chị mình có thể vào đó xem kỹ hơn cái địa chỉ email và gửi thông tin về cho Nick nha. Trong sự hiểu biết của Nick như thế nào, Nick sẽ tìm hiểu và cố gắng trả lời cho cô chú anh chị và các bạn. Còn bây giờ xin mời cô chú anh chị và các bạn tiếp tục theo dõi những thước phim sau đây tại sân bay Tân Sơn Nhất sáng ngày 31 tháng 5 năm 2022. Bây giờ là 10 giờ 10 phút sáng ngày 31 tháng 5 năm 2022. Trên bản điện tử thể hiện các chuyến bay đến thì Nick thấy có chuyến bay đến từ Manila của hãng hàng không Philippines BR-591, BR-591 đã hạ cánh. Tí nữa Nick sẽ tìm hiểu xem có cô chú anh chị nào ở bên nước ngoài về trên chuyến bay của hãng hàng không Philippines này thì sẽ phỏng vấn tí để hỏi thăm tình hình nha. Hiện tại hãng hàng không Philippines đã có một số đường bay từ Canada và từ Mỹ về Việt Nam. Do vậy nếu cô chú anh chị mình chưa book được vé của các hãng hàng không Hàn Quốc hay là Nhật Bản hay là Singapore thì có thể chuyển qua book của hãng hàng không Philippines này. Nick thấy là dịch vụ của hàng không này cũng tương đối khá là ok và giá cũng chấp nhận được, không quá mắc như những hàng không khác. Do vậy thì đây cũng là một lựa chọn nha. Nếu mình đang kẹt những đường bay khác thì có thể chọn qua đường bay của Philippines. Em chào anh. Nước Nguyễn hả? Dạ dạ, cho em hỏi là gia đình mình bay từ ở đâu về vậy anh? Anh bay từ bên Canada về. Dạ. Thì từ Vancouver về qua Manila, Manila về Ho Chi Minh City. À vậy là từ Vancouver về Manila, Philippines. Anh quá cảnh ở Philippines.
Xong rồi về đây, cho em hỏi là trên đường bay từ Canada, lúc anh check-in nó có bị hỏi cái giấy test Covid gì trước khi bay không? Có, ở Canada có hỏi, ở chỗ bắt đầu quầy check-in á, có hỏi cái giấy test. Giấy test hay là giấy gì anh? Giấy test chích ngừa. À không, vậy là khác, cái giấy chích ngừa chứ hả? Chích ngừa. Dạ, cái đó là, tiêm vaccine. Cái giấy đó là thể hiện mình đã tiêm mấy mũi chứ gì. Đúng rồi. Chứ còn cái test Covid là khác á. Test thì không có hỏi phải không? Dạ dạ. Xong rồi tới Philippines người ta cũng hỏi giấy đó thêm lần nữa. À cái giấy tiêm vaccine. Tiêm vaccine giấy đó. Dạ, còn ngoài ra là không hỏi giấy gì khác. Ồ vậy hả? Rồi mọi cái là về tới Việt Nam cũng không có gì hết phải không? Rất là suôn sẻ rồi. Ok, cảm ơn thông tin của anh rất là nhiều nha. Rồi, chúc gia đình mình về trưa vui nha. Rồi, nha cảm ơn anh. Chúc dạ. Trên thành công. Dạ, cảm ơn anh. Một số cô chú anh chị mình đang chuẩn bị bay về Việt Nam trên hãng hàng không Philippines thì cũng có thắc mắc muốn tìm hiểu là đường bay này cần những giấy tờ gì khi mà quán cảnh Manila của Philippines. Thì vừa rồi đó là một trường hợp mà của anh bay về từ Vancouver, Canada, quán cảnh tại Manila về Sài Gòn. Và như vậy là chúng ta chỉ cần là có giấy tiêm ngừa, gọi là giấy chứng nhận tiêm vaccine đầy đủ là không cần phải test Covid gì khi quán cảnh tại Manila về Việt Nam nhé. Và như trường hợp vừa rồi cũng là một trường hợp điển hình muốn Nick muốn nói ở đây. Có nghĩa là khi mà Nick hỏi thì anh nói là test, có test. Nhưng mà thực tế thì đó không phải là test mà là giấy chứng nhận tiêm vaccine thôi. Do cách trả lời không đúng, như vậy là dễ gây hiểu lầm. Do đó thì đây cũng là một trường hợp mà Nick muốn warning, có nghĩa là muốn mọi người phải tìm hiểu kỹ hơn khi mà nghe người khác nói lại. Đối với Nick thì Nick hiểu là vấn đề cho nên Nick hỏi cho ra lẽ thì là anh xác nhận lại đó là giấy tiêm vaccine. Còn giấy test Covid là không có, bởi vì có quá nhiều giấy tờ mọi người hay nhầm lẫn. Mà khi nhầm lẫn khi mà chúng ta dùng từ không đúng á, thì người khác nghe và sẽ hiểu nhầm. Và khi nghe hiểu nhầm thì đã truyền tải cho thông tin người khác biết lại là lại gây hiểu nhầm tiếp tục và mọi người lại lo lắng đi test Covid. Tóm lại là bay đường bay hàng không Philippines quá cảnh Manila không cần phải test Covid gì hết mà chỉ cần là có giấy chứng nhận tiêm vaccine đầy đủ là chúng ta bay về Việt Nam được rồi. Đây là đội phi công và tiếp viên của hàng không Jetstar đến từ Melbourne. Chuyến bay cũng sáng nay đã hạ cánh rồi. Và nếu thấy cũng có khá là nhiều khách Úc đến Việt Nam trong buổi sáng ngày hôm nay. Bây giờ là 11:29 và trên bảng điện tử thì Nick thấy là có các chuyến bay của hãng hàng không là Singapore Airlines SQ178 đã hạ cánh, và đặc biệt lại có một chuyến bay của hãng hàng không Asiana đến từ Seoul Hàn Quốc cũng hạ cánh, và chuyến bay khác của hãng hàng không Korean Air cũng đến từ Seoul Hàn Quốc hạ cánh. Như vậy là buổi sáng hôm nay tại lúc này thì Nick thấy rất là đông bà con cũng bán lại đi đón, có lẽ đón các cô chú anh chị Việt kiều từ Mỹ, từ Canada về trên các chuyến bay của Hàn Quốc và Singapore đây. Đây rất là bất ngờ, trước đó khoảng một tiếng thì Nick thấy là sân bay không đông lắm, với các chuyến bay đến từ là Kuala Lumpur, đến từ Bangkok và đến từ các nước khác. Tuy nhiên bây giờ thì các chuyến bay đến từ Hàn Quốc và Singapore lại bắt đầu rất là đông, cực kỳ đông. Một cái điều rất là lạ thì rất là bất ngờ cho buổi sáng ngày hôm nay luôn cô chú anh chị và các bạn ơi. Theo thông tin mà Nick nắm được thì Hàn Quốc đã chính thức có thông báo là kể từ 0 giờ ngày 1 tháng 6 mở cửa cho du lịch quốc tế vào tham quan du lịch Hàn Quốc, và trong đó có thị trường Việt Nam.
là chính thức cho khôi phục lại quá trình quy trình làm visa vào tham quan Hàn Quốc, và những visa đã cấp trước đó trước dịch thì cũng được khôi phục lại. Có những người có visa được 3 năm 5 năm vào Hàn Quốc nay cũng được khôi phục lại kể từ 0 giờ ngày 1 tháng 6 là được dùng visa đó để đi vào Hàn Quốc. Và chính vì mở lại du lịch quốc tế, mở lại cho khách nước ngoài vào, do đó thì các đường bay của các hãng hàng không của Hàn Quốc như là Asiana, Korean Air đã tăng các chuyến bay, tăng đường bay, trong đó có đường bay đến Việt Nam. Và cũng qua là xem xét thị trường nhu cầu tăng cao từ Mỹ, Canada về, cho nên các hãng hàng không của Hàn Quốc bây giờ cũng đã thay đổi lịch bay, cũng như là tăng chuyến, tăng lượt bay đến Việt Nam nhiều hơn. Như vậy thì cô chú anh chị mình cũng có thể có những cái vé để về Việt Nam trong thời gian sắp tới nha. Nếu ai mà chưa book thì chúng ta có thể tranh thủ tìm hiểu xem, bởi vì Asiana và Korean Air đã tăng đường bay, tăng chuyến bay nhiều hơn trong thời gian sắp tới này rồi. Riêng đối với Nhật thì Nhật cũng dự kiến là trong tháng 6 này sẽ mở cửa cho du lịch quốc tế vào. Tuy nhiên là còn hạn chế là đi theo đoàn do các công ty du lịch được chỉ định bởi chính phủ Nhật mà thôi, chứ chưa có mở rộng cho tất cả mọi người. Do đó nếu ai mà muốn đi du lịch vào nước Nhật phải đăng ký theo những cái công ty mà đã được chỉ định. Còn trong thời gian sắp tới, Nhật có cho nhập cảnh vào để chuyển tiếp đường bay quá cảnh tại Narita và đổi qua sân bay Haneda hay không thì thông tin vẫn chưa có cái công văn hay là bất cứ thông tin chính thức nào của chính phủ Nhật Bản. Như vậy thì cô chú anh chị mà đang có cái vé mà bay quá cảnh giữa hai sân bay tại Tokyo Nhật Bản như là Narita và Haneda đó thì chúng ta vẫn phải chờ thông tin tiếp theo nha. Hiện tại thì nó chưa thấy có một thông báo cụ thể nào về việc mà cho bay quá cảnh vào Nhật Bản phải thay đổi cái sân bay như vậy. Và bây giờ thì Nick sẽ tóm tắt lại là các thủ tục về Việt Nam, nhập cảnh vào Việt Nam hiện tại yêu cầu những gì, để những cô chú anh chị mà trước đây chưa tìm hiểu thông tin bây giờ mới bắt đầu tìm hiểu thông tin thì chúng ta được nắm thông tin rõ hơn nhé. Về Việt Nam hiện tại thì là điều kiện thứ nhất là test Covid âm tính đã bỏ từ 15 tháng 5, chúng ta không phải test Covid này khi mà về Việt Nam, trừ đường bay quá cảnh Hồng Kông. Nếu nhắc lại, chỉ còn đường bay quá cảnh Hồng Kông mới yêu cầu là test, bởi vì Hồng Kông chưa mở và vẫn còn yêu cầu tất cả hành khách bay quá cảnh tại Hồng Kông là phải test. Còn các đường bay khác về Việt Nam như là quá cảnh Nhật Bản, quá cảnh Hàn Quốc, quá cảnh Singapore, quá cảnh các nước ở Trung Đông, quá cảnh ở châu Âu và quá cảnh các nước Đông Nam Á như là Thái Lan, Singapore, Mã Lai, Philippines là chúng ta không cần phải có giấy test Covid đâu, mà là cứ tự tin là không cần test và bay về Việt Nam mà thôi. Điều kiện thứ hai để về Việt Nam là khai báo y tế. Trước kia thì tất cả du khách, tất cả hành khách, tất cả các cô chú chị khi về Việt Nam là phải khai báo y tế trên trang web tờ khai y tế.vn, nhưng mà cái này đã bỏ từ ngày 27 tháng 4. Do đó thì kể từ sau ngày 27 tháng 4 đến hiện tại là chúng ta không cần phải khai báo y tế gì khi nhập cảnh vào Việt Nam nữa nha. Điều kiện thứ ba đó là giấy chứng nhận tiêm vaccine. Thực tế thì Việt Nam đã không cần kiểm tra giấy chứng nhận tiêm vaccine từ ngày 15 tháng 3 năm 2022, nghĩa là chưa tiêm hay đã tiêm đều về Việt Nam được, nhập cảnh Việt Nam bình thường. Tuy nhiên tùy theo hãng hàng không và tùy theo đường bay thì chúng ta phải check lại với các hãng hàng không có bị kiểm tra giấy này hay không. Mặc dù Việt Nam không yêu cầu nhưng mà có một số nơi vẫn yêu cầu nha. Ví dụ như là hãng hàng không Philippines khi chúng ta quá cảnh tại Manila cũng có thể yêu cầu xem là chúng ta đã tiêm vaccine đầy đủ hay chưa. Do đó thì khi đã có tiêm đầy đủ thì cô chú anh chị mình là phải luôn mang theo người, dù là có nhiều nơi không kiểm tra. Còn các đường bay từ Mỹ, từ Canada mà quá cảnh tại Nhật Bản, Hàn Quốc thì và ngay cả Singapore nữa, họ cũng không kiểm tra cái giấy tiêm vaccine này. Điều kiện thứ tư đó là bảo hiểm du lịch hoặc bảo hiểm y tế chi trả cho bệnh Covid tối thiểu là 10.000 đô. Thì cái này Việt Nam thật sự là cũng không bắt buộc, tuy nhiên là cái công văn trước tháng 3 năm 2022 có đề cập tới, lúc đó là còn cách ly, còn bắt buộc là phải mua bảo hiểm trước khi nhập cảnh vào Việt Nam. Hiện tại thì Việt Nam không cần tới, không bắt buộc, nhưng mà do là không có công văn báo hủy chính thức cho nên là một số hãng hàng không vẫn còn theo cái công văn cũ đó, và đôi khi là họ có đòi hỏi kiểm tra cái bảo hiểm du lịch, bảo hiểm y tế này. Do đó thì cô chú anh chị mình cũng lưu ý, không phải tất cả các hàng không đòi hỏi, nhưng mà thỉnh thoảng có nhân viên của hàng không đòi hỏi thì chúng ta phải có để trên
và đặc biệt là đường bay quá cảnh tại Bangkok, Thái Lan. Thì hiện tại vẫn chưa rõ tình hình như thế nào, nhưng trước đó có người là bay quá cảnh tại Bangkok không có bảo hiểm này đã không cho bay tới Việt Nam và phải quay trở về châu Âu. Mặc dù là bảo hiểm này là Việt Nam không cần tới, tuy nhiên bảo hiểm du lịch, bảo hiểm chi trả cho bệnh Covid thì rất cần thiết trong thời điểm hiện tại. Đi xa cô chú anh chị và các bạn nên có cái bảo hiểm này, rất là tốt cho mình. Mặc dù là mình không thấy hiện tại trước mắt nó có vấn đề gì mà lại tốn tiền mua thì nhiều người không muốn mua. Tuy nhiên nếu mà khi xảy ra thì thật sự là được bồi hoàn từ công ty bảo hiểm rất là tốt, và nó rất là có ý nghĩa cho vấn đề mà đi lại đi xa như thế này. Do đó vẫn khuyến khích cô chú anh chị mình khi về Việt Nam, trước khi về nên mua bảo hiểm. Mà mua ở đâu? Nick xin thưa rằng là trước là chúng ta phải tìm hiểu và mua tại địa phương của mình. Ở các công ty du lịch địa phương thường là có bán kèm bảo hiểm du lịch, các phòng vé cũng vậy là thường có là bán cái bảo hiểm du lịch này. Chúng ta nên tìm hiểu và mua ở đó nhé, chứ còn là về Việt Nam để mua thì không được rồi. Phải mua là trước khi chúng ta khởi hành thì bảo hiểm đó mới có hiệu lực. Còn khi đến Việt Nam rồi thì Việt Nam không thể bán được nha cô chú anh chị và các bạn. Quý cô chú anh chị nào ở Mỹ mà chưa biết mua bảo hiểm ở đâu thì có thể là comment hoặc gửi email cho Nick để Nick cho số điện thoại của người ở bên đó bán bảo hiểm, và người đó là bạn của Nick làm việc cho một cái travel agent tại Mỹ nha. Thế còn từ Việt Nam trở về các nước thì như thế nào? Xin thưa các cô chú anh chị và các bạn rằng hiện tại thì hầu hết các nước trên thế giới đã bỏ test Covid âm tính trước khi bay rồi. Châu đã bỏ từ rất là lâu, Úc cũng đã bỏ từ ngày 18 tháng 4 và Canada cũng đã bỏ, nhiều nơi trên thế giới cũng đã bỏ rồi. Nhưng riêng đối với Mỹ thì Mỹ vẫn chưa bỏ. Như vậy thì các cô chú anh chị là Việt kiều Mỹ khi quay trở về Mỹ là chúng ta phải đi test Covid âm tính trước khi bay về Mỹ. Đây là quy định của nước Mỹ chứ không phải là quy định từ các nước hay là quy định của Việt Nam đâu, mà là quy định của Mỹ. Do đó từ Việt Nam bay về Mỹ quá cảnh bất kỳ đâu cũng vậy, chúng ta là phải đi test Covid âm tính trước khi bay về Mỹ nha. Và yêu cầu của Mỹ là test tối đa một ngày trước khi bay mà thôi. Và cô chú anh chị có thể là test nhanh từ Việt Nam để đi về Mỹ là được rồi, không cần phải test PCR đâu. Chỉ trừ trường hợp bay quá cảnh Hồng Kông là mới cần test PCR, bởi vì Hồng Kông vẫn yêu cầu test và chỉ chấp nhận test PCR khi quá cảnh Hồng Kông mà thôi. Còn các đường bay khác như là quá cảnh Singapore, quá cảnh Trung Đông như là Dubai, Doha hay là Istanbul, hay là quá cảnh tại Nhật, quá cảnh tại Hàn Quốc nè, thì chúng ta chỉ cần dùng là test nhanh. Test nhanh tại Việt Nam thì rất là rẻ, chỉ có khoảng 15-20 phút là có cái giấy test đó rồi. Và giá thì chỉ có khoảng 140.000 đồng đến 150.000 đồng mà thôi. Test nhanh tại các phòng lab của Dias tại Sài Gòn 140.000 đồng rất là nhanh. Và giấy đó đạt chuẩn có song ngữ Anh Việt mà chúng ta hoàn toàn yên tâm để dùng đó để làm thủ tục check-in bay về Mỹ nha. Và các phòng lab đó nằm ở đâu, Nấy cũng xin đọc một vài địa chỉ để cô chú anh chị mình cùng nắm, và chỉ đọc các địa chỉ tại ở Sài Gòn thôi nhé. Địa chỉ của phòng lab Dias tại 119 đường Giạc Xin, quận Nhất nè, số 53 đường Nguyễn Du, quận Nhất, rồi số 414 đường Cao Thắng, quận 10 nè, rồi số 309 đường Trần Phú, phường 8, quận 5 nè, hay là tại 231 đường Hoàng Văn Thụ, phường 8, quận Phú Nhuận. Đó là một số cái phòng lab mà Nick nhớ cái địa chỉ của trung tâm Dias này. Ngoài ra thì còn có nhiều địa chỉ khác nữa, cô chú anh chị có thể vào trang web dias.vn để chúng ta xem thêm các địa chỉ mà chúng ta cần muốn, xem có gần chỗ mình ở hay không nha. Nick nhắc lại cái chỗ đó viết là dias.vn. Ngoài ra còn có nhiều trung tâm và các bệnh viện khác nữa đều có thể làm giấy test để bay về Mỹ được. Tuy nhiên là tùy điều kiện thực tế của mình, nếu ở Sài Gòn thì đến những nơi như Nick vừa nói, còn nếu ở tỉnh thì chúng ta tìm hiểu các bệnh viện ở tỉnh đều có test. Và đương nhiên là ở bệnh viện ở tỉnh hoặc là các phòng xét nghiệm ở tỉnh thì thường là có giá cao hơn tại Sài Gòn. Và ở Sài Gòn ngoài Dias thì còn có là bệnh viện Tâm Anh. Bệnh viện Tâm Anh thì nằm số 2B đường Phổ Quang, quận Tân Bình, hoặc là chi nhánh của bệnh viện Tâm Anh nằm ở lầu 1 và ở ga đi quốc tế sân bay Tân Sơn Nhất, cũng hoạt động suốt cả tuần từ thứ hai đến chủ nhật. Tuy nhiên tại sân bay thì chỗ xét nghiệm đó chỉ làm việc từ 7 giờ sáng cho tới 4 giờ rưỡi chiều mà thôi. Và giá xét nghiệm test nhanh tại bệnh viện Tâm Anh thì chỉ có 150.000 đồng nhé.
Và video clip của buổi sáng ngày hôm nay thì đến đây Nick xin tạm dừng. Cảm ơn tất cả cô chú anh chị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thấy hữu ích thì cho Nick xin một like, chia sẻ cho mọi người cùng xem và tiếp tục đăng ký kênh ủng hộ cho Nick với nhé. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại ở những video clip phía sau. Chào tạm biệt tất cả cô chú anh chị. Bye bye.